Ok, xin chào bạn. Nhiều ngày qua mình có nhận được khá là nhiều những câu hỏi liên quan về lỗi trong AutoCAD của các bạn. Và có một cái câu hỏi mà được nhiều bạn nhắc tới đó chính là về hiện tượng lỗi đi hay chính là nhảy đi mà trong bản vẽ AutoCAD. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cái nguyên nhân vì sao lại xảy ra được cái hiện tượng lỗi đi và cái cách khắc phục nó là như thế nào. Thì các bạn hãy cùng quan sát lên trên video nha. Ở đây mình phiên bản mình đang mở đó chính là AutoCAD đời 2018, một cái phiên bản rất mới của hãng Autodesk. Và dưới này là một cái bản vẽ mẫu mình đã chuẩn bị sẵn để thực hiện ví dụ dành cho các bạn. Ở đây thì mình cái bản vẽ đấy mình đã đim hoàn thiện, nó là đim hai lớp vào trong cái bản vẽ này rất là chỉnh chu rồi đúng không ạ? Và cái hiện tượng nhảy đim nó được xuất hiện khi nào, khi mà các bạn copy hay là di chuyển bản vẽ gì đó. Đây mình thử copy ra một cái vị trí mới nhá, các bạn có thấy không nhỉ? Đã có một số đim mà đã nhảy loãng cả lên rồi nhưng không thấy đâu. Ở dưới này thì vẫn đầy đủ đúng không ạ? Phiên bản 2018 thì nó không được thể hiện rõ ràng cho lắm. Thì mình đang có mở một cái phiên bản song song ở trên này, chính là bản AutoCAD cổ điển 2007. Và mình sẽ làm một cái thao tác tương tự, copy paste nó. Ok, các bạn có thể quan sát thấy không nhỉ? Những cái đim ta đã nhảy bắt đầu loãng cả lên rồi, rất là rõ ràng. Và cái hiện tượng nhảy đim này nó sẽ gây ra một cái sự khó chịu nhất định dành cho mỗi người dùng AutoCAD. Và nếu chúng ta mà không biết các cách khắc phục thì chúng ta sẽ rất là khó chịu đúng không ạ? Ngay sau đây không để các bạn chờ lâu thì mình sẽ đưa ra cái nguyên nhân vì sao cái hiện tượng lỗi đi này để xảy ra, để từ đó các bạn sẽ tránh mắc phải nha. Ở đây thì trong bảng option các bạn mở lên OP option. Đối với mỗi người dùng AutoCAD thì không còn gì xa lạ đối với cái bảng thiết lập về một số chế độ hiển thị hay là lưu mở file hay con trỏ đường gióng vân vân. Thì trong cái bảng này các bạn đã tìm đến cho mình cái tab là User Preference. Ở trong đây các bạn tìm đến cái dòng dưới này, Associative Dimension, và có một nút tích kiểm đó chính là Make New Dimension Associative. Thì các bạn hình dung cái nút tích kiểm này nó có cái ý nghĩa như thế nào. Khi mà các bạn tích cái nút kiểm này đây, tích vào đây thì các bạn sẽ tạo ra được một cái liên kết giữa dim và đối tượng gốc. Ok nhá, mình nhắc lại nhá, đó là khi bạn tích kiểm vào đây thì các bạn dim vào trong bản vẽ thì nó sẽ tạo ra một cái liên kết giữa dim và đối tượng gốc. Đây mình sẽ minh họa dành cho các bạn. Ở đây mình đã tích kiểm nó lại. Apply. Ok. Và bây giờ mình sẽ làm ví dụ mỗi các bạn nha. Mình có một cái đối tượng gốc chẳng hạn như là đường line này. Bây giờ mình dim cho nó. Lệnh dim mình đã đổi thành D1 để gõ cho nó nhanh. Còn nếu mà bạn nào muốn thực hiện lại ví dụ thì hãy gõ lệnh DLI. Ok, mình dim điểm đầu, điểm cuối. Cái giá trị mình thu được đó là 191. Bây giờ mình thử co kéo cái chiều dài của cái kích thước của cái bản của cái đường thẳng line này. Các bạn thấy nó có thay đổi không ạ? Ok, nó đã chạy theo, tức là nó được update theo. Thì bạn hãy hình dung nó là khi bạn tích một cái nút tích kiểm đấy thì đã có một cái liên kết vô hình giữa cái dim và cái đối tượng gốc này. Khi mà đối tượng gốc thay đổi thì dim nó sẽ thay đổi theo, tức là nó sẽ nhảy cái giá trị đấy theo. Bây giờ trường hợp thứ hai mình sẽ làm tương tự này, nhưng mà đối với tình huống là mình tắt bỏ cái nút kiểm này đi, tức là không tạo ra cái liên kết giữa dim và đối tượng gốc. Rồi tắt bỏ đi, các bạn ấn apply. Ok, các bạn làm tương tự này, vẫn là một đoạn thẳng, vẫn là một cái dim. Rồi bây giờ các bạn dim vào trong bản vẽ thì các bạn co kéo cái đối tượng gốc. Các bạn thấy điều gì ạ? Cái dim này hoàn toàn là giữ nguyên cái giá trị mặc định ban đầu là lần đầu tiên các bạn dim. Còn đối tượng gốc thay đổi ra sao thì gần như là nó không có ảnh hưởng gì đến cái dim này. Tức là cái dim này nó không còn một cái liên kết nào, bất kỳ một cái liên kết nào đối với cái đối tượng gốc nữa. Và qua cái hai ví dụ vừa rồi thì các bạn có thể hình dung được vì sao mà bản vẽ của các bạn lại bị hiện tượng nhảy dim đúng không ạ? Tức là các bạn đang để dim của bạn ở cái chế độ, ở cái trường tình huống thứ nhất đó là kích hoạt cái nút tích kiểm Make New Dim này, và sau đó các bạn dim vào trong bản vẽ thì các bạn sẽ thu được một bản vẽ là có liên kết giữa dim và đối tượng gốc. Đây mình có thể kiểm tra cái dim của mình nha. Tích của đây các bạn bấm bảng Ctrl 1 khai báo thuộc tính của đối tượng. Thì tại đây có một cái dòng là Associative Yes. Tức là cái tính năng của cái dim mình đang khai báo đây nó đã được kích hoạt tính năng liên kết giữa dim và đối tượng gốc. Vậy thì để khắc phục được cái hiện tượng bị nhảy dim thì các bạn đã hình dung ra chưa nhỉ? Tức là chúng ta sẽ phải làm một công việc, đó là cắt bỏ tính liên kết này giữa dim và đối tượng gốc. Vậy thì cắt bỏ cái liên kết này thì nó sẽ là có mấy cách. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn hai cách nha, để làm được cái thao tác trên như trên.
Mình sẽ nêu ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là cái bản vẽ của bạn chưa đi vào trong bản vẽ nha. Chưa đi vào trong bản vẽ. Thì bây giờ các bạn sẽ vào bảng option. Đấy, tìm đến ba cho mình cái tab đó là User Preference. Tìm đến ông này. Và bỏ tích lúc này đi. Nên bỏ tích nó đi. Ok, apply. Ok. Thì tại đây bắt đầu các bạn mới thực hiện cái thao tác là đi vào trong bản vẽ. Bắt đầu đi vào trong bản vẽ thì chắc chắn một điều rằng nó là khi các bạn đi ra dù các bạn thao tác như thế nào thì cái dim này nó sẽ không bị nhảy. Đây mình có thể kiểm tra về cái dim mà mình đã tắt bỏ nha, bạn bấm Ctrl 1 này. Tức là cái giá trị associative ở đây nó đang ở chế độ là no, nhưng không có tính liên kết giữa dim và đối tượng gốc. À có nhiều bạn thì lại ngại nhớ cái đường dẫn này đúng không ạ? Vào OP xong thì vào cái tab này, xong lại vào cái ô này rồi bỏ tích thì nó hơi mất thời gian và nó cũng là khó nhớ ấy. Thì các bạn có thể là nhớ thêm một cái lệnh khác để thay vì các bạn đi đường dẫn thì bạn có thể là gõ bằng lệnh để tắt bỏ cái ô này. Rồi sau đây các bạn hãy thực hiện cái biến sau đây cho mình, biến dim asoc. Bạn ấn cách cho mình. Và khi mà các bạn đang để bằng 2 này, đang để bằng 2 nhá. Ok. Thì bạn gõ bảng OP ra. Tức là giá trị bằng 2 nó sẽ đồng nghĩa việc các bạn kích hoạt nút tích kiểm. Bây giờ mình vẫn là gõ cái biến này. Nhưng bạn để cho mình cái giá trị về 1 cho mình. Cách thì các bạn mở bảng OP lên. Thì khi các bạn để bằng 1 thì tương đương với cái giá trị đó là tắt bỏ nút tích kiểm. Thì đấy là mình đã đưa ra cho bạn hai cách để vào tắt bỏ nút cái kiểm này đi. Đường dẫn này và có gõ lệnh. Thì đấy là tình huống thứ nhất đó là các bạn chưa dim. Vậy thì đối với một cái bản vẽ mà các bạn đã có 1 2 3 hay là 20 cái bản vẽ trên cái giao diện màn hình này rồi và các bạn đã dim đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vô tình thì các bạn lại quên chưa tắt cái chế độ associative này thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Thì trong tình huống này các bạn sẽ phải gõ lệnh cho mình nha. Một cái lệnh tiếp theo mình sẽ giới thiệu đây chính là cách số 2, đó là lệnh DDA. Và dưới này chính là tên đầy đủ của cái lệnh đó. Các bạn ấn cách. Thì tại đây nó bảo là hãy lựa chọn đối tượng. Thì công việc của bạn đó là chỉ là lựa chọn những cái đối tượng, những cái bản vẽ mà có dim bị nhảy. Bạn quét qua ấn cách. Vậy là xong. Cái thao tác đã hoàn thành rất là nhanh chóng. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra lại cái dim này như bạn cách chân 1. Đây tại đây thì cái ô associative nó được đưa về no. Thì tức là cái bản vẽ của bạn đã được khắc phục. Và bây giờ mình có thể kiểm chứng nhanh các bạn nha. Mình vẫn làm cái thao tác như lúc đầu, đó là dán cái ông này lại. Liệu rằng nó có bị nhảy không ạ? Mình kéo trên này. Nó rất là ngon lành. Nó không còn bị nhảy nữa. Hay là mình mở sang phiên bản AutoCAD đời cổ điển đi. Mình cũng gõ là DDA cách, quét qua đối tượng ấn cách. Vậy là xong. Bây giờ các bạn hãy làm những cái thao tác tương tự thì chắc chắn nó sẽ không còn bị nhảy nữa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vẫn giữ nguyên giống hệt một cái bản vẽ gốc. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho bạn hai cái cách để khắc phục được cái hiện tượng lỗi nhảy dim trong bản vẽ AutoCAD. Hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng hai cách này tốt vào trong cái công việc cũng như là thao tác sử dụng AutoCAD của mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.